Dạ, thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Tôi bảo giọng bà. Bây giờ sao nè? Giờ làm gì? Con thèm ở. Sao? Nói lớn lên. Đi ra hái ổi ăn phải không? À, thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi ra hái ổi với thị. Thì hôm nay á thị thấy cây ổi cục hồng của thị á thì nó chín và nó bự lắm. Thì giờ con cũng mời cả nhà đi ra coi cái ổi nó bự ra sao nha. Đây, giờ bảo thèm ổi mà mấy cái ổi này thì nó cũng chín rồi mà mình để cho nó phải chín nhiều ăn ngon nha, nó ngọt nữa. Giờ không hái cái này đâu, cái này nó cái da nó cũng hơi trắng rồi nè, là nó đã chín đã giòn rồi đó. Những tỷ những người mà thích ăn chua ăn chua chua thì mình hái ăn được rồi, còn thủy thì chỉ thích nó chín hơn và nó ngọt. Đây là một cái ổi ruột hồng nè, đây một cái này cũng chưa được bự hung nha. Giờ không chưa hái cái này để cho nó bự tí nữa. Bên đây nó cũng trái cũng rất là nhiều luôn. Thấy không bảo? Ồ, trên kia nó chín rồi kìa. Kìa. Nó chín rồi. Hả? Wow, một trái nữa. Trời ơi. Đã dữ vậy. Nè. Thì mình đi tìm á, rồi người ta đựng những đường hoa muối gì á vô cái bọc á, rồi thì để dành để lại mà để dành lại để mà mình bọc mấy ổi nè, chứ không có dục không có bỏ. Đây ông bà cô chú thấy cái ổi không? Bảo bảo cắt ra bảo. Ủa? Cứng quá. Đây để mày hái cho. Đây thì ông bà cô chú đừng cười thỉ, mỗi mỗi khi mà sao hái ổi mà quay hoài, thì hôm nay á thì cũng quay lên để mà có một cái ổi ruột hồng. Nó rất là bự luôn. Một cái ổi này khoảng nửa kilo á. Thiện ơi, thì cũng chẻ ra thử cây nó ruột nó hồng nhiều không nha. Thì đây mà một cái này là cái bự, thì còn một cái trên này nữa nè. Đây, cái này thì chị không thấy luôn á, thật sự là chị bọc cái này cũng lâu rồi mà chị không thấy, chị mới ra thấy cái này thôi mà nó chắc thủy độ là nó chín dữ lắm hay gì á, nên là cái da ở ngoài nó bị đen luôn chứ nó không có còn láng như cái trái ổi thủy mười vừa hái hồi nãy. Ôi trời ơi, nó đi sao rồi không có rồi. Trời ơi, ổn quá bà ơi. Nè, trời ơi, hai cái ổi nó bự nè. Nó ngon ghê không, mà không biết cái này nó thối hết một bên dưới này rồi. Thì thôi mình sẽ chẻ ở đây. Thấy vậy chứ nó ngọt lắm, ổi này rất là ngọt luôn. Trời ơi, còn một cái nữa, còn một cái bự nữa. Để đâu rồi? Bây giờ thì thấy đi đi tìm. Đây, đây là một cái nữa nè. Nhưng mà cô chú thấy nó rất là bự không? Đó. Tại vì mưa mấy bữa rồi dài đó con, mưa nó đọng nước lại. Bảo mở cái bịch mũ mình hái cái ổi đây bảo. Cái ổi này thấp nè, con hái được nè. Mở ra. Chỉ bọc lại như vậy hết à. Không kiến là mình rửa, tại vì nó trong đó nó mát á, mát nó chui vô. Wow, cái ổi rất là ngon luôn. Ôi đã, cái ổi này chín ngọt lắm là bắp. Bữa hả? Mình ăn mấy cái này là ngon lắm nè bảo ơi. Giờ mình đem ra rửa, rửa mình ra trẻ ăn liền.
Trời ơi. Hai cái ổi này để em hơi thủy cân thử coi hai cái ổi là khoảng bao nhiêu được 1 ký không? Ổi kia nữa. Ừ, đi mấy ổi kia nữa. Ổi kia thì thật sự thì không hay. Không hay mà nó chín cái bự như vậy mà nó bị hư rồi nè. Mình để thì ổi mà để hơi chín quá nó cũng bị thúi đi nha, chứ không phải là để chín quá nó không hư, mà chín quá nó bị hư á. Ổn quá. Bây giờ thì sẽ để bảo để hai cái ổi lên cân khoảng nhiêu có cần tí quá. Ê, buông 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 buông. Wow, 900 gram nha. Wow, hai cái ổi là gần ký luôn. Còn có 100 gram nữa là 1 ký á nha. Rồi giờ mình sẽ ra chẻ ăn hả bảo. Đây thì hôm nay chị cũng có tỉa dưa leo nè. Và nó lên rất là tốt luôn, cái cây rất là mập luôn. Chừng không tới 1 tháng nữa thì sẽ có dưa leo ăn rồi. Và đậu bún. Mình dưa leo đây nè con. Đó. Cái này là dưa leo nè. Dưa mốt nó bò lên nó sẽ có tái. Có tái mình ăn ăn với cơm á. Còn ở đó thì đậu bún. Bên kia thì dưa leo. Ủa quên. Lộn. Hủ qua. Giờ chẻ mấy cái ổi này ra mình ăn. Bảo nó. Đây là cái ổi mà chín quá nó bị hư cái đít nè. Này mình chẻ ra nó không có dồi nha, tại vì nó chín quá nó bị thúi thôi chứ nó không có dồi nè, thấy không, rất là ngon luôn. Mình bỏ cái này, lúc này nó chín quá nó bị mềm, nó bị thúi á, ổn ghê luôn á. Lâu lâu mới có cái ruột hồng nó bự và nó chín gì vậy, nó rất là ngon luôn. Mà nó thấy không hay mà hái. Rồi giờ thì sẽ chẻ cái ổi này ra. Thì ổi hồi nãy hái á, Bảo cũng đem vô rửa sạch sẽ rồi. Bảo lẹ nhất hái ổi là Bảo phái là đi rửa trước để ăn á, được ăn. Ổi thì bọc hết, bọc bịch á, nên nó không có bị dồi. Còn mình không có bọc được bịch á là nó dồi, nó hư hết trơn. Ông bà cô chú nghe tiếng ổi nó giòn kìa, thì sách nghe nó giòn á, nó ngon á. Chưa giống cái bánh. Giống cái bánh hả? Đây, rất là ngon luôn. Đây. Thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn ổi với con nha. Bây giờ thì sẽ ở nhà cũng có muối nè. Giờ mình sẽ gắp muối lên. Để ở đây đi, để ở đây con dễ ăn hơn. Gắp muối lên rồi chấm ăn nha. Đây là muối tôm. Vi thì bữa nay đi học chưa có về, chắc chút Vi về tới giờ. Đây con mời cả nhà nha. Sao? Để lâu nó dính. Để lâu nó bị dính. Không sao hết. Nó rất là ngồi giòn và nó ngọt nha. Nó không qua lạc. Từ hôm mà chỉ là trồng ổi có tái á, là nó có tái luôn luôn luôn, là nó có tái suốt luôn chứ nó không có ngưng nha. Tại vì nó chín cái đợt này vừa ăn hết, là cái đợt tới là nó còn gần chín tới nữa rồi. Nên là thủy không có mua ổi ở nhà. Mình ăn ổi nè, rồi
mà cũng thì cũng có cho hàng xóm ở vòng vòng đây người vài tái ăn cho biết. Ngon không? Để thử cho anh vẽ thử cái ổi này ăn cho nó ngọt cỡ nào. Cái này thì nó chín nhiều nha, nó ruột hồng hơn cái nó hồng hơn cái trái này. Rồi cái trái này đó nó giòn và nó ngọt dữ lắm. À, giờ thì chín ngon. Có mấy hộp. Ổi ruột hồng này thì nó ít hộp lắm. Cái ít hợp hơn cái ổi ruột trắng. Cái này nó chín là nó vẫn nghe tiếng giòn á. Ổi nó còn cái độ giòn chứ nó không có mềm. Rất là ngon luôn á. Mùa mình nắng nóng nhiều á, thấy những người ta đi kiếm ổi là người ta mua ăn á, để mà ngừa bị bệnh gì thì cũng không biết nữa, mà ta ưa đi kiếm ổi ta mua ta ăn á. Cái này nó ngọt hơn nữa Bảo ơi, ngon á. Ngọt lắm. Nè, ăn tái thử mình đây mày nè. Ngon ha. Uống về phải không hai, phải hai rồi ra hải sơn hải tướng để nó chín quá nó bị thư ra. Cái nào ngon hơn? Cái trên cái này phải ngon hơn không? Tại nó chín quá nó ngọt, nó có độ ngọt nhiều. Nó vẫn giòn nha chứ không có bị mềm. Có mềm chút. Tại vì nó mềm ngay chỗ cái ruột trên giữa á là nó mềm thôi. Mình giòn là giòn cái ngoài này nè. À, bữa hôm nay á chỉ trồng mấy cái hũ qua rồi cái dựng mấy cây lên á, cái con gà nó phái lên á, nó phóng lên trên đó nó nằm không à. Mình ăn ổi vậy nè thôi á, xóc ruột vô ăn cơm nhiều hơn nữa không bảo. Nhiều ngon hả? Trong nhà có Bảo là thích đồ chua nhất. Cam nè, bưởi nè, những cái đồ chua là Bảo ăn được hết. Rồi chứ chanh nữa. Nghe nói chả nước miếng. Không có hả? Không có chanh hả? Không có chanh ăn. Y nói là Bảo ăn chanh không chả nước miếng. Mẹ nói là nghe nói Bảo ăn chanh là mẹ chả nước miếng. Biết chưa? Nói vậy chứ như ổi em mẹ con thủy ăn không có đâu. Thì cái nổi này hơi cho mẹ chồng thủy, cho mẹ chồng cẩn ăn. Còn cái này thì chưa cho Bi. Cái này đãi Bảo cạp miếng.
ngon quá cả. Nó ngon quá hả? Ngon quá cặp. Ồ dạ, nó bay lên tới đây thấy không? Đây. Đó. Bay lên thằng gào à. Đó. Gió mát. Ngồi gió mát ha. Ừ. Sắp trời mưa. Nghe chỗ này á. Là hổm mà thủy chiên khoai mì cay á, chiên ngay chỗ này luôn. Thì hôm nay ngay chỗ này đã có một cái dây dưa leo à. Nhanh gieo ngay ở đây là chiên khoai mì cay nhá ông Bảo. Hôm nay có dưa leo đây hết hết làm à, hết làm đây à. Đấy là chiên gì? Chiên chiên mì khoai mì cay nữa hả? À để mấy chiều á mẹ coi cái mì còn không, tại vì hôm gài á, hôm gãy mấy bữa hôm gài á mưa với nước ngập á mì cũng chết gì, nó bị cuối nhiều không biết còn không, để mai chiều mẹ đi kiếm coi còn không. Ừ. Còn cho mẹ, con đi heo. Còn mình sẽ đào làm khoai mì cay ăn nữa ha. Thì hôm nay á thì được một trái ổi rất là bự luôn. Thì hái để mà quay lên cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem á, và ủng hộ cho Thủy, và Thủy xin một cái lượt đăng ký và một lượt chia sẻ và bình luận bên dưới. Và hôm nay clip với Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Dạ, xin chào.